Định như vậy. thường có nhiều người phụ nữ người ta bị những cái trải nghiệm không vui trong quá khứ trong những cái mối quan hệ của mình nó phóng chiếu lên thì hiện tại và cả tương lai nhưng sinh quan của mình cái cách mình nhìn cuộc đời và con người á thì với cá nhân lâm anh thì như thế nào em thấy là em không thay đổi gì nhiều đâu đối với em em suy nghĩ bất kể một cái suy nghĩ gì em một cái câu chuyện gì em suy nghĩ bao giờ em cũng suy đặt cái suy nghĩ lạc quan trước tức là em cứ phải lạc quan là vấn đề này nó nếu như là đối với người khác nhá nó rất là kịch tính rồi đấy, nó rất là uh, khó rồi đấy nhưng mà đối với em nghĩ rằng là cái gì nó cũng có cái thể giải quyết hết á cái gì nó cũng có thể giải quyết được nhưng quan trọng là bây giờ phải bình tĩnh trước đã, bình tĩnh đã rồi nghĩ cách, rồi mình sẽ làm từng bước như nào, đó nhân sinh quan của em thì ví dụ như là uh, vì là em là một người suy nghĩ quá màu hồng đi mọi thứ đều là màu hồng để mọi thứ đều là lạc quan nên là từ ngày mà em phát hiện ra cái việc đấy tự em phát hiện ra việc đấy là ủa tại sao lúc nào mình cũng suy nghĩ lạc quan quá thì em luôn luôn đưa ra hai phương án là nếu như mà mình đã là cái người mà lúc nào mình cũng suy nghĩ là dễ ợt mình cái gì mình cũng có thể làm được ấy, thì mình phải đưa ra hai phương án phương án đầu tiên là mọi thứ nếu thực sự nó dễ thì sao còn thứ ừ. hai nữa nếu như nó khó thì mình sẽ xử lý như thế nào thì bao giờ em cũng có hai cái plan khác nhau ở trong đầu em có sẵn chuyện nó xảy ra thì nó cũng xảy ra rồi cái việc mình không bình tĩnh chỉ góp phần cho cái sự việc nó trở nên tệ hại hơn ở thì tương lai thôi. Thì cái khoảnh khắc biến thiên đó là cái khoảnh khắc yêu cầu ở mình đòi hỏi mình cái sự bình tĩnh hơn bao giờ hết. Có được cái sự bình tĩnh thì dù đang đối mặt với những tình huống nguy hiểm mình cũng sẽ có thể giảm thiểu cái sự nguy hiểm đó ở cái mức thấp nhất. Đấy là do không kiểm soát được cảm xúc đó. Em em cũng đã có những khoảng thời gian em không kiểm soát được cảm xúc mà Tức là cái cảm xúc của mình nó lên cao trào quá Đó là mình đâu còn trí tuệ gì nữa đâu chị Mình không có nghĩ được cái gì nữa Mình chỉ biết rằng là lúc đấy mình phải làm khùng làm điên lên Tức là mình gào thét Xong rồi nói chung là nó rất là nó rất là căng Tức là mình đẩy mọi thứ nó căng lên Bởi vì chỉ vì một cái thôi sau này em mới suy nghĩ ra là Bởi vì mình không kiểm soát được cái cảm xúc của mình Nên nó mới như thế Còn khi mà mình kiểm soát được cảm xúc rồi Thì em mới nói đấy là mình phải bình tĩnh trước đã Thì mình sẽ giải quyết mọi thứ nó tốt hơn ấy tốt hơn nhiều ấy ngày xưa là em cũng đã trải qua những cái giai đoạn là bất kể một cái chuyện gì xảy đến là em phải là em phải gào lên trước đã là em không thể ngồi yên được em phải làm tới luôn ấy tức là làm ra ngô ra khoai tính em là một là một hai là hai đây là đen trắng là trắng chứ không thể nào mập mờ hay là không thể nào để một lúc nữa mới giải quyết được là em phải liền luôn ấy tính em thế em gắt như thế cơ nhưng mà sau này thì em mới thấy rằng là à, cái sự quyết liệt của mình ấy nó cần nhưng mà nó phải là đúng nó phải là đúng hoàn cảnh cơ và nhiều khi nếu như mà cái sự quyết liệt của mình nó đặt vào những cái hoàn cảnh nó không đúng nó lại làm cho câu chuyện nó trở nên tệ hơn nó căng thẳng hơn nên là từ từ sau mỗi một lần mình vấp ngã sau mỗi một lần biến cố hay là sau bất kể một cái gì là mình giải quyết được hay là không được thì mình bao giờ mình sẽ có cái giai đoạn là rút kinh nghiệm là ngồi lại tự suy nghĩ lại và tự rút kinh nghiệm kể cả chuyện tốt hay chuyện xấu thì mình đều phải rút kinh nghiệm ví dụ như chuyện tốt thì mình sẽ rút kinh nghiệm là à mình làm này nó hiệu quả này mình sẽ biết là nhìn vào những cái điểm đấy để mình biết là mai mốt là cái chuyện những cái hiệu quả đấy thì mình sẽ áp dụng còn những cái mà thực sự là nó không có hiệu quả như là cái chuyện là mình quá nóng tính đi hoặc mình quá nóng nảy mình giải cái gì cũng phải muốn luôn ngay và luôn ấy thì mình sẽ phải tiết chế lại cái khúc đấy đặc biệt là cái cảm xúc khi mà mình xác định mình yêu người đó là mình cho người đó khả năng là mình đau mình lường trước được cái việc đau đó và mình chấp nhận thì khi cái nỗi đau nó thực sự nó xảy ra cái tâm thế mình rất là khác yeah, đúng rồi. mình sẽ đau nhưng mà đau trong sự chủ động vì tôi cho anh cái quyền đó và tôi sẽ lao trong bao lâu ở em chị thấy rất là khác những cái người mà chị từng tiếp xúc đó, là ở em có sự thích nghi rất là cao với mọi điều xảy đến dù nó không có dễ dàng thì với một con người như vậy đó, thứ nhất là cầu tiến yêu lao động lại có cái khả năng thích nghi với mọi cái sự biến động trong đời sống đó. thì chị nghĩ trong cuộc đời này không có gì làm khó được em đâu thực ra là nhiều khi là tự mình làm khổ mình thôi do tư duy của mình thôi nên là đôi khi mình cân chỉnh lại cái cách suy nghĩ và cách nhìn nhận vấn đề ấy, thì đôi khi nó lại nhẹ nhàng hơn từ vấn đề nó rất là khủng khiếp luôn nhưng mà mình cân chỉnh lại là ủa cái này là rõ ràng nó mình có thể nghĩ theo cách khác mà là tự nhiên không thành không có chuyện gì luôn đấy con người ta hay bị đặt mình vào hai thế đối đích đó, là chọn một hoặc hai chọn đen hoặc trắng nhưng mà chị không nghĩ như vậy chị luôn nghĩ có một cái cách thứ ba nhưng mà cách thứ ba đó chỉ có những con người khôn ngoan nhất và thông thái nhất mới suy nghĩ và hành động thôi nếu mà thật sự em đủ muốn á và khi nội tâm em nó trở nên ôn hòa lại sau tất cả là em có thể làm được đúng quan trọng là em có muốn hay không thôi chứ còn thực ra là cái sự ôn hòa nó có sẵn bên trong mình mà chẳng qua là bây giờ mình đang sử dụng cái khác thôi mình đang sử dụng đến cái mặt chiến đấu quan trọng là mình phải có thời gian tại vì em nghĩ là bất kể một cái gì nó cũng phải có quá trình kể cả quá trình mà mình làm việc đi cũng phải là có quá trình chứ đừng nói là quá trình để cho chữa lành tâm hồn của mình vậy thì trước tiên là mình cần phải chữa lành mình trước thì mình mới tìm lại được cái sự ôn hòa trong mình em nghĩ là như vậy mình còn chưa được chữa lành mình còn cả, vẫn cảm thấy tổn thương một chút mình vẫn còn cảm thấy thiệt thòi một chút nhưng mà em nghĩ rằng là khi mà tất cả mọi thứ nó ở trạng thái cân bằng ấy thì tự nhiên là những cái tốt đẹp nhất nó sẽ được bộc lộ ra còn bây giờ có thể là nó sẽ có nó không phải là tốt đẹp nhất đâu nó vẫn có những cái mặt gì đấy mà nhìn vào nó vẫn có một cái sự cạnh tranh nhất định một cái một cái sự tức là xù lông ấy nếu mà cái người nào quan sát cái hành trình của lâm anh á dùng cái ngôn ngữ đời thường thì người ta nói là trúc chắc đúng không cái hành trình nó nó lúc thăng lúc trầm nhưng mà chị lại thấy cuộc đời của lâm anh rất là hay luôn rất là thú vị luôn tại vì đối với chị á trong cái sự hạnh phúc đủ đầy á tưởng là tốt nhưng mà chưa chắc là tốt đâu tại vì con người ta thường dễ trở nên hư đốn và xa đọa nhất á trong khi thắng thế trong khi có được tất cả mọi thứ thì cũng là cái khoảnh khắc người ta bị đứt gãy cái sự kết nối với con người bên trong mình nhất cái việc mà mình xảy ra những cái điều không có được như ý những cái điều đau khổ ở khía cạnh nào đó nó chính là cái cơ hội để mình quay về bên trong và kết nối với cái con người chân thật nhất của mình để mình biết mình thật sự là ai cái điều gì là nó quan trọng nhất với mình và mình cần làm gì cho cuộc đời mình ở tương lai em nghĩ y chang như chị luôn đó là một cái hành trình để mình huấn luyện cái tâm của mình á tức là nó phải xảy ra chuyện chứ còn nếu như mà nó cứ êm đềm mãi, nó cứ đẹp đẽ mãi thì là giống như là ngủ quên trên chiến thắng ấy, kiểu dạng như thế, mình sẽ không bao giờ mình có cái kỹ năng để mình đối mặt với những cái biến cố xảy ra nhưng mà khi mà nó xảy ra thì mình sẽ lúc này là mình sẽ có cơ hội em coi nó là một cơ hội cơ hội để mình huấn luyện cái tâm thức của mình là mình sẽ xử lý vấn đề này như thế nào không biết là cái cái phương châm giáo dục của lâm anh như thế nào riêng cá nhân chị chị nghĩ đối với trẻ con á những đứa con của mình á thì cái cách mình hành xử với chính cuộc đời mình sẽ là cái tấm gương tốt nhất và những cái lời giáo huấn tuyệt vời nhất dành cho con mình em đồng ý với chị về việc đấy Bởi vì con nó nhìn mình hàng ngày ở bên cạnh mình mà nên là mình cư xử với ai như thế nào thì là tụi nhỏ nó ảnh hưởng rất là nhanh luôn nhanh lắm nên là đối với em nhá trẻ con bây giờ nhiều khi là cũng không cần phải là một cái nơi một cái môi trường giáo dục nó quá là nó nó mắc tiền đi nhưng mà đối với em là tiên học lễ hậu học văn bao giờ em cũng dạy cho con là phải biết cách cư xử trước đã cũng như phải biết nói cảm ơn biết nói xin lỗi kể cả nhỏ tuổi thì cũng phải biết điều đó đơn giản như là con em mà có cái gì sai với cả giúp việc thôi nha là em bắt phải đi ra xin lỗi bằng được bởi vì không thể nào mình có cái suy nghĩ là trên dưới như thế được là đấy là suy nghĩ sai và không phải là cái mà em muốn dạy cho con em nó luôn luôn phải biết rằng là cô giúp việc cũng là người đang giúp mình mà người đang giúp cho con mọi thứ trong ngày đưa con đánh răng cho con này rồi là cho con ăn này nên là không bao giờ con được suy nghĩ rằng là là giúp việc là như thế nào khi con làm gì sai con phải ra xin lỗi thế là em luôn luôn là với con em là phải như thế khi mà mình thực sự làm phụ huynh rồi thì lúc đấy bất kể một cái hành xử nào của mình nó sẽ ảnh hưởng đến chính bản thân mình và ảnh hưởng nhiều nhất tới cái hệ suy nghĩ của con trẻ nữa cho nên là chính vì thế nên là cái hành động của mình là quyết định phần nhiều là do cách